Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube của Ngọc Oan, lại là mình đây. Hôm nay thì mình ngồi ở đây để gửi tới các bạn một bài đánh giá chi tiết một chiếc MacBook mà mình đã bỏ quên em nó đâu đó tầm 4 đến 5 tháng rồi. Tháng 5 vừa rồi thì Apple đã chính thức ra mắt chiếc MacBook Pro 2019 này. Tuy nhiên thì mình đã lãng quên nó bởi vì là các bạn nhìn thiết kế nó không có gì thay đổi cả. Còn đấy là về thiết kế thôi, còn về cấu hình bên trong nó thay đổi như nào, tìm hiểu cùng mình trong video của hôm nay nhé. Còn bây giờ intro nào. Mac One số 1 về Mac. Nếu như các bạn nào mà quan tâm về giá bán thì các bạn có thể tham khảo trên website của Mac One. Mình sẽ link để link ở bên dưới luôn nhé. Bên mình thì sẽ bán cả MacBook từ đời 2013 cho đến 2019, cả hàng mới và cũ, cho cả những dòng MacBook như là Air, MacBook Pro hay là MacBook 12 inch các bạn nhé. Nếu như các bạn đang mong muốn một cải tiến mới trên thiết kế của MacBook Pro 2019 thì xin lỗi, Apple đã làm các bạn thất vọng rồi. 2019 thì vẫn giữ nguyên thiết kế từ 2016, vẫn là vỏ nhôm kim loại nguyên khối unibody phủ toàn bộ mềm vặt máy cho một cái cảm giác rất là sang trọng, chất liệu hoàn thiện ở mức cao, mọi cái bề mặt rất là liền lạc, máy rất là chắc chắn, dù chúng ta có tác động lực ở bên ngoài vào thì cũng không dễ bị lung lay. Mặt lưng thì chỉ có duy nhất một quả logo quả táo có mạ chrome sáng bóng. Hai cạnh hai bên thì được thiết kế vuông vức, nắp đáy của máy cũng rất đơn giản với 6 con ốc bắt vào với nhau, 4 chân cao su để giúp máy tản nhiệt tốt hơn. Có nhiều bạn thì vẫn thiết kế này của Apple, tuy nhiên thì mình vẫn mong muốn sẽ có một cái thiết kế mới ở năm 2020 nữa. Thứ hai là về cổng kết nối, máy được trang bị 4 cổng kết nối Thunderbolt 3 Type-C so với MacBook Pro 2019 phiên bản thấp. Tốc độ truyền tải dữ liệu lên tới 40GB trên giây trên mỗi cổng, khả năng xuất hình ảnh ra một màn hình 5K hoặc là hai màn hình 4K cùng một lúc, rất là thú vị đúng không nào? Tiếp theo là về phần bàn phím thì 2016 Apple đã làm cho người dùng rất là băn khoăn trong cái việc sử dụng bàn phím. Tuy nhiên thì lần này Apple đã quyết định thay đổi cả về chất liệu cũng như là cái thiết kế lưỡi phím. Trải nghiệm gõ trên thời gian hiện tại là rất là tốt, khắc phục được một số cái tiếng ồn khi gõ, độ phản hồi và khả năng gõ cũng vô cùng là chính xác. Có một điều này thì bàn phím vẫn có độ nảy rất là cao. Chúng ta cùng chờ xem với cái chất liệu mới này trên bàn phím của Mac Pro 2019 thì còn gặp tình trạng kẹt nữa không nhé. Có một thông tin rất là hữu ích muốn gửi cho các bạn, đó là Apple đã quyết định gia hạn cái thời gian bảo hành cho bàn phím này là trọn đời. Tức là khi mà các bạn hỏng một là phím thôi, các bạn có thể thay được cả một cái bàn phím luôn nhé. Có thể là lần này Apple rất là tự tin cho cái chính sách này của mình. Tiếp theo là về phần loa, màn hình và trackpad thì đây đều là 3 điểm mà không được cải tiến bất cứ một điều gì. Chúng ta vẫn có một cái thông số cũ được giữ nguyên với cái màn hình Retina độ nét cao có công nghệ Chu Tông thay đổi nhiệt độ màn hình theo nhiệt độ môi trường, giúp cho một cái trải nghiệm nhìn nó tự nhiên hơn. Loa thì giải trí vẫn vô cùng ấn tượng, âm thanh to, tách bạch, âm thanh dội trực tiếp vào người ngồi sử dụng máy. Trackpad thì vẫn tốt như thế, gần như là chúng ta không muốn sử dụng chuột khi mà sử dụng MacBook này luôn. Tiếp theo là phần được cải tiến nhất trên MacBook Pro 2019, đó là về hiệu năng. Với con chip 4 nhân được tùy chọn riêng của Apple là i5-8279U với xung nhịp là 2.4GHz, cao hơn 2018 chỉ là 2.3, Turbo Boost lên tới 4.1GHz, cao hơn là 3.8 của đời 2018. Với con chip mới nhất thì được Apple tối ưu riêng cho một cái tốc độ xử lý vô cùng tốt. Điểm đơn nhân của nó đo trên phần mềm Geekbench là 4.860 điểm, điểm đa nhân là 17.890 điểm. Tốc độ thực tế sẽ nhỉnh hơn sản phẩm của 2018 khoảng 10% tùy vào cái tác vụ sử dụng của các bạn. Người ta thường chê MacBook có cấu hình yếu, tuy nhiên thì với dòng 2018 đến nay thì Apple đã có thể tự tin để so về mặt thông số cũng như là tốc độ thực tế với bất cứ một cái sản phẩm Windows nào trong cùng một phân khúc giá. Về trải nghiệm trên các phần mềm Photoshop hay là dựng Premiere mức độ phân giải Full HD thì vẫn là vô cùng mượt mà, tốc độ render tốt. Tuy nhiên thì nếu các bạn làm phim ảnh ở mức độ 4K thì vẫn hơi đối một chút, cần phải một cái sản phẩm có cấu hình tốt hơn. Còn là những cái phần mềm mà dựng phim tối ưu cho macOS vẫn cực tốt như là Final Cut thì là rất là ổn rồi, rất là nhẹ nhàng và mượt mà luôn. Về cấu hình của máy thì chúng ta không có thể phàn nàn gì nhiều. Cái máy này sẽ có thể đáp ứng cho các bạn tốt các cái tác vụ trên ở thời điểm từ 7 đến 8 năm nữa là điều hết sức bình thường. Cuối cùng là về phần Touch Bar và Touch ID thì cái phần này thì có người khen, có người chê. Tuy nhiên thì mình thấy Touch Bar nó khá là đẹp, tuy nhiên thì hữu dụng thì vẫn chưa. Hy vọng rằng là sắp tới Apple sẽ ra mắt những cái phần mềm và ứng dụng hỗ trợ tốt hơn cho cái việc sử dụng Touch Bar này. Bù lại được cái Touch ID mình thấy rất là tiện, khi mà mình unlock máy và mở hóa những cái ứng dụng thì cảm thấy rất là nhanh và tốc độ. Ok, trên đây là một số cái điểm mà mình đã điểm lại cho các bạn về chiếc MacBook Pro 2019 này. Hy vọng là sẽ mang tới cho các bạn một số cái thông tin hữu ích.
Tận hiện tại thì Mac One đang bán cho cả MacBook Pro 2018 và 2019 các bạn nhé. Nếu mà các bạn muốn kinh tế hơn một chút ấy, thì có thể tham khảo sang MacBook Pro 2018. Còn ok, xin chào và hẹn gặp lại.